Xin chào quý anh chị, Đạt rất vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota. Thì hiện tại là Đạt đang ngồi trong một cái mẫu xe vừa mới cập bến bên Toyota Hiroshima thân cảm với Đạt luôn. Đó, mẫu xe 5 chỗ nha quý anh chị. Hiện tại là bên Đạt cũng đang rất là hiếm xe 5 chỗ chứ ngoài trừ xe Camry ra thôi. Đó, nhưng hôm nay về một cái mẫu xe 5 chỗ hạng B. Nói tới hạng B chắc quý anh chị cũng biết mẫu xe gì rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đây chính là cái mẫu mà Toyota Vios, mà chính xác hơn là mẫu được sản xuất vào năm 2019. Mới đi được khoảng là 77.000 cây số thôi nào quý anh chị. Đó, xe hiện tại là mang biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chi tiết hơn là nằm ở huyện số 1 đó quý anh chị. Đó. Xe mang một cái nước sơn là màu trắng ngọc trai á. Đó. Đó, và bây giờ Đạt sẽ đi quay lại tổng quan chi tiết ngoại thất nè, nội thất những chi tiết Đạt có thể quay được á. Đạt sẽ quay lại cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Nếu như mà quý anh chị nào mình đang quan tâm về cái sản phẩm Toyota Vios phiên bản G2019 á, thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline 0932192671 để Đạt hỗ trợ thông tin nhanh nhất tới quý anh chị nha. Vậy rồi, Đạt xin mời quý anh chị cùng theo chân Đạt coi xe sau hơn 3 năm sử dụng coi nó còn lại những gì nha. Đạt mời quý anh chị. Vậy rồi, thì bây giờ Đạt sẽ đi quay chi tiết lại tổng quan về ngoại thất và nội thất, những chi tiết mà Đạt có thể quay được á, Đạt sẽ quay lại cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Đó, đầu tiên thì xe mang một nước sơn màu trắng ngọc trai nha quý anh chị. Đó. Đăng kiểm còn tới tháng 10 năm 2023 và phí đường bộ cũng được đóng tới tháng 10 năm 2023 rồi nha quý anh chị. Đó. Thì về nước sơn của xe thì Đạt đánh giá là xe sơn lại cũng khá rồi quý anh chị. Đó, không phải là sơn zin 100% đâu. Nhưng mà hiện trạng là được sơn lại nhưng mà nước sơn cũng khá là đồng đều với nhau quý anh chị. Gọi là không có quá lịch lạc đâu. Đó. Rồi. Về khe hở nè quý anh chị. Đó, khe hở thì còn rất là cũng ok nha quý anh chị. Không tới nỗi quá xấu. Đèn đồ cũng rất là đẹp nha. Chưa có dấu hiệu gì mà bị ố đâu quý anh chị. Rồi. Đèn định vị LED ban ngày nè quý anh chị. Đó. Đèn khóa xương. Xe này hiện tại là mang biển số ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Và chi tiết hơn là ở huyện số 1. Bốn lớp đã được thay lại rồi nha quý anh chị. Đó. Chả hiểu nữa. Xe không phải taxi mà thay lớp taxi luôn, chả hiểu. Đó, lớp còn lớp mới thay lại nên là cái nang lớp, cái độ dày của lớp vẫn còn rất là ok nha quý anh chị. Độ cái mặt bên cũng còn rất là đẹp, không có dấu hiệu mà nứt nhiều. Khe hở của nắp capo nè quý anh chị, rất là đồng đều luôn nha. Cản trước cũng vậy. Rồi, xe thì được trang bị là nút bấm trên tay nắm cửa nè. Cửa thì quý anh chị cứ yên tâm, và bên Đạt đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng trước khi mà mua xe vào, nên là cái việc mà chạy lại cửa, thay áo cửa hoặc là thay cửa thì bên Đạt chắc chắn không có nha quý anh chị. Đó. Xe sử dụng hộp số tự động CVT. Hộp số tự động vô cấp đó quý anh chị. Hiện trạng là xe đi được khoảng 77.000 cây số rồi nha. Đó. Thật ra xe Vios mà chạy 77.000 thì cũng giống rùi mũi thôi. Hộp số tự động nè quý anh chị. Kết hợp số S, hộp số này hộp số CVT, hộp số vô cấp á. Phanh cơ. Đèn nổ startup nè, dàn lạnh thì auto nè quý anh chị. Đó, một phần xe thì trang bị là 6 túi khí. Nói chung là cũng đầy đủ những cái tiện nghi cơ bản nhất nha quý anh chị. Đó, xe thì cũng được lên cái màn hình này nè, cam lùi thì cũng là đủ xài. Ghế da bọc sàn, trải sàn 5D. Đó. Dòng Vios là dòng mà không chỉ riêng Đạt mà những cái người đã từng trải qua rồi quý anh chị. Chạy cũng khá là bền, mặc dù nó là dòng xe quốc dân. Đó, cứ nghĩ tới Vios thì người ta cứ nghĩ tới là chạy dịch vụ. Nhưng mà lý do gì nó được chạy dịch vụ quý anh chị? Thứ nhất là nó bền nè. Thứ hai là nó phải thứ hai là chi phí nuôi nó thấp nè, thứ ba là có thể là đem lại lợi ích về kinh tế nữa. Cốp thì khá cực kỳ rộng rãi nha quý anh chị.
này cũng phải 300 mấy 400 lít đó quý anh chị. Rồi lốp sơ cua thì cũng đã sử dụng rồi nha quý anh chị. Thật ra đánh giá xe này nó cũng khá là dơ, về bên đạt chắc cũng phải làm đẹp maru lại cũng rất là kỹ á. Cốp thì chưa có dấu hiệu cấn mở hết nha quý anh chị. Xe mài biển số 72. Rồi lốp này cũng đã thay lại rồi nè quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Nói chung là về cái chất xe á thì xe rất là đẹp luôn. Còn đợi tới cái khâu mà hoàn thành làm đẹp của bên đạt nữa. Xe thì cũng được trang bị là tính cách nhiệt hết rồi nha quý anh chị. Trần thì vẫn sử dụng là trần nỉ tông màu kem. Rồi để đặt mở cái phần mà khoang máy lên, để đặt quay phần khoang máy cho quý anh chị mình cùng tham khảo chút xíu nha. Nói chung là cũng lâu lắm rồi bên đạt mới có một chiếc kinh Toyota Vios như thế này, mà những cái dòng Vios về bán cực kỳ lẹ luôn. À, đây chính là phần máy của xe. Quý vị có thể thấy là nắp capo đã được tháo ra và sơn lại nè. Đó. Thì trong lịch sử thì cái này sơn chính ở trong hãng luôn quý anh chị. Do là bị trầy nên là ảnh sơn lại, tháo capo ra sơn lại. Đó. Động cơ sử dụng là động cơ 1.5 lít sử dụng công nghệ là dual VVTi. Đó. Công nghệ biến thiên trục cam á quý anh chị. Nói chung á là ở trong cái phần mà khoang động cơ á thì có dấu hiệu là dơ thôi, còn thật ra là không có dấu hiệu cấn đụng đến nha quý anh chị.